Rồi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể lập cái phiếu thu tiền mặt như thế nào. Chúng ta có thể vào ngay trên cái màn hình desktop là phiếu thu tiền mặt, kích vào tiếp phiếu thu tiền mặt. Các bạn có thể chọn thêm ở đây thì sẽ ra cái màn hình cập nhật phiếu thu. Hoặc các bạn có thể vào nghiệp vụ, các bạn chọn phiếu thu tiền mặt. Ở đây các bạn chọn thêm. Thì tương tự như thế, chúng ta sẽ hiểu được rằng là chúng ta thu lập cái phiếu thu tiền mặt như nào. Ở đây chúng ta lưu ý ở cái phần đối tượng thì trong các cái trường hợp thu tiền thì cũng có khá nhiều các cái nghiệp vụ khác nhau, nhưng chủ yếu là các cái khoản thu từ khách hàng, thu lại tiền mà nhân viên tạm ứng. Thì nếu như chúng ta thu lại tiền thu tiền của khách hàng, hoặc là một khách hàng nào người ta đặt cọc cái tiền mua hàng cho mình, thì mình có thể dùng phiếu thu tiền mặt này để lập cái phiếu thu. Ở đây ví dụ như công ty vật liệu xây dựng, người nộp là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể ghi là nội dung là đặt cọc tiền hàng. Trong trường hợp này chúng ta tiếp tục di chuyển đến ấn phím Tab ở trên bàn phím để di chuyển đến ngày ghi sổ. Ngày ghi sổ thì chúng ta lưu ý là cái ngày này là ngày chúng ta lập để đưa vào sổ kế toán. Và cái ngày chứng từ này thì có thể là cái ngày chứng từ nó khác với ngày lập, nhưng mà đa số là cái ngày ghi sổ và ngày chứng từ đều là một ngày. Cái số phiếu thu này nó tự động tăng lên các bạn nhé. Ở cái loại tiền thì chúng ta thường chọn là, ví dụ như ở đây chúng ta thu bằng đô la Mỹ thì chúng ta chọn sang tiền tiền đô chẳng hạn, nếu không thì để tiền Việt. Thế ở đây là chúng ta có thể hạch toán vào tài khoản là 131, số tiền thu được là ví dụ 20 triệu. Thế những cái thông tin còn lại thì các bạn lưu ý là nếu như chúng ta có các cái thông tin còn lại thì chúng ta đưa vào. Còn ví dụ như trong các cái trường hợp như các bạn thu tiền đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh xây dựng mà các bạn cần theo dõi cái tài khoản 131 theo từng cái đối tượng là chủ đầu tư. Như ở đây ví dụ đây là chủ đầu tư thì các bạn chọn thêm đối tượng tập hợp chi phí là công trình để sau này chúng ta có thể theo dõi cái sổ 131 theo từng công trình. Một chủ đầu tư có thể liên quan đến rất là nhiều công trình khác nhau. Sau khi chúng ta lập xong thì chúng ta sẽ chọn lưu chứng từ. Trong cái trường hợp khác mà chúng ta có thể thấy là nếu như chúng ta thêm một cái mới vào một cái trường hợp khác là cái trường hợp mà chúng ta có luôn cái hóa đơn thu tiền mà thu tiền dưới 20 triệu mà chúng ta không cần phải làm bên hóa đơn bán hàng ấy, thì chúng ta cũng có thể hạch toán vào đây và đưa vào đây cái nội dung nó và đây là 511. Thế thì ví dụ số tiền đây là 2 triệu. Ở bên này các bạn có thể kê thuế luôn, thuế 10%, giá tính thuế là 2 triệu, các bạn có thể gõ lại. Nếu như trong trường hợp không phải là số tiền như trong cái tiền hạch toán, ngày hạch toán thuế và hóa đơn, chúng ta chọn các loại hóa đơn đó, hóa đơn bình thường các bạn nhé. Số hóa đơn các bạn gõ vào, các bạn có thể lập cái hóa đơn này coi như là một cái hóa đơn đầu ra. Và các bạn nó sẽ lên bảng kê thuế mà các bạn không cần phải lập ở bên cái chỗ hóa đơn bán hàng. Đấy là cái trường hợp thứ hai. Chúng ta hủy bỏ. Rồi sau khi lập xong chúng ta lưu nhé. Trường hợp thứ ba là trường hợp chúng ta thu tiền tạm ứng. Ví dụ chúng ta thu của anh Nguyễn Văn Toán thì cái trong trường hợp mà hạch toán liên quan đến tài khoản 141 thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chọn ở đây tiếp này là đối tượng là nhân viên. Cái này nó theo dõi theo 141 với các bạn nhé. Kèm theo bao nhiêu chứng từ gốc thì các bạn gõ vào. Đấy, ngày chứng từ ở đây là tài khoản 141. Đấy, ví dụ như thế. Ở trường hợp lập một cái chứng từ phiếu thu là nó như thế. Trong trường hợp các bạn lập tiếp một cái phiếu thu nữa là cái phiếu thu, tôi ví dụ như là rút tiền gửi ngân hàng và nhập quỹ. Thì trong cái trường hợp này thì các bạn ưu tiên ở cái chứng từ ngân hàng nhé, các bạn nhé. Ưu tiên cái chứng từ ngân hàng, lấy chứng từ ngân hàng làm chứng từ gốc và nhập vào cái phiếu thu này. Lấy cái giấy báo của ngân hàng ấy là làm cái chứng từ gốc để lập phiếu thu. Thì trong trường hợp mà các bạn thu của ngân hàng thì các bạn lưu ý là cái đối tượng thu ở đây và rất quan trọng đối với tài khoản 112 là các bạn phải vào, có nghĩa rằng các bạn phải chọn tài khoản ngân hàng
Các bạn thu rút tiền từ ngân hàng nào về, từ tài khoản ở ngân hàng nào về, ví dụ các bạn gọi rút từ Vietcombank về, nó phải rõ ràng thì sau này nó mới lên cái sổ 112 các bạn nhé. Đấy, ví dụ chúng ta rút 500 triệu. Ok, chúng ta chọn lưu. Ví dụ ở trường hợp này, người nộp, người đưa tiền về nộp vào quỹ là đi rút ngân hàng đưa tiền vào nộp vào quỹ là ai đấy, các bạn gõ vào. Sau khi chúng ta lập xong chứng từ thì chúng ta cũng có nhiều cách có thể in. Ở đây chúng ta chọn in thì chứng từ mẫu phiếu thu và mẫu phiếu thu A5. Những cái gì không cần các bạn có thể ẩn đi. Sao các bạn nhìn thấy là khi mà chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cái này thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa vào các cái nghiệp vụ kế toán càng nhiều càng tốt để các bạn có thể làm luôn mà không cần phải phải suy nghĩ. Ở đấy các bạn có thể in cái chứng từ này theo cái mẫu này. Như vậy là chúng ta đã có cái cách thức lập các cái chứng từ phiếu phiếu thu. Ở đây chúng ta cách thế này nữa, chúng ta có thể chọn nhiều phiếu để in một lần. Chúng ta lập xong chúng ta cũng có thể là không in và đến cuối kỳ kế toán chúng ta mới in. Chúng ta có thể dùng phím Ctrl A để bôi đen tất cả và chúng ta in một lần, hoặc chúng ta giữ phím Ctrl và chọn từng phiếu thu để in. Thế thì sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta chọn in là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phiếu thu nó sẽ hiện lên ở đây, các bạn chỉ cần ấn nút in thôi. Ok các bạn.